Đó, hôm nay chúng ta sẽ học bài, đó là bài cân bằng học cho này. Thì một nhỏ chúng ta nghiên cứu đó là về gì? Phản ứng một chiều. Ứng một chiều. Rồi phản ứng trụ nghịch. Và cân bằng hóa học. Rồi, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về phản ứng một chiều. Phản ứng một chiều. Bây giờ đây chú xét cái phản ứng ví dụ như đây nha, xét cái phản ứng là phân hủy nhập phân cái kali clorat trong phòng thí nghiệm đúng không, để điều chế oxy. Xét cái phản ứng này thì con thấy là trong cái phản ứng này thì rõ ràng là kali clorat nó bị nhập phân đúng không? Nó tạo ra là gì? Canxi clorua, xin lỗi, kali clorua và khí oxy khi mà có xúc tác là mangan dioxide. Nhưng mà trong cũng trong điều kiện đó thì rõ ràng là con thấy là gì nào? Là cái kali clorua này và cái oxy này nó không phản ứng được với nhau để tạo lại cái kali clorat. Đó là xét cái chiều lại ở đây thì cũng đó là cái kali clorua này, nó còn với oxy cũng trong điều kiện này là có xúc tác ở đây là quý phải dùng xúc tác là mangan dioxide, được chưa? Thì trong cuộc này nó không có xảy ra, không có xảy ra ở đó là chiều ngược lại không xảy ra đó. Như vậy rõ ràng cái phản ứng mà ở đây nó chỉ xảy ra một chiều đúng không, từ trái sang phải thì người ta gọi đó là phản ứng một chiều. Như vậy có thể đi vào phản ứng một chiều là phản ứng gì, được chưa? Chính là cái phản ứng mà chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải, nó ghi vào nhé, phản ứng một chiều. Là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải.
Rồi sẽ phần này ta ghi luôn phản ứng tủ nghịch luôn này, ta xét luôn song song hai cái phản ứng này luôn cho dễ để so sánh. Bây giờ ở đây thầy sẽ xếp tiếp cái phản ứng thứ hai, đó là cái phản ứng là chúng ta cho gì đó cái clo đúng không, tác dụng với nước đúng chưa nào, tác dụng với nước. Thì thấy là trong cái điều kiện này á thì rõ ràng là phản ứng này xảy ra tủ nghịch thì nó tạo ra là axit clohydric và đồng thời là nó tạo ra là gì đây, axit hypochlorite. Nhưng mà cũng trong điều kiện đó thì con thấy là hai cái axit này nó sẽ tái hợp lại với nhau để nó tạo lại thành gì đây, là clo và nước. Như vậy con xếp này, trong phản ứng này rõ ràng nó sẽ xảy ra đồng thời hai chiều, yeah, cái chiều từ trái sang phải người ta gọi là chiều thuận. Yeah. Như vậy ở đây thì rõ ràng cái phản ứng thuận này đó. Đúng không? Tức là clo cộng cho nước thì tạo thành là gì đây, HCl và cộng cho HClO đó. Còn cái phản ứng nghịch ở đây là gì nè, chính là axit clohydric nó cộng với axit hypochlorite nó tạo lại thành gì đây, clo và nước đó. Những phản ứng mà nó xảy ra đồng thời hai cái quá trình là phản ứng thuận và phản ứng nghịch, người ta gọi là phản ứng gì đây, phản ứng tủ nghịch. Yeah. Đó chưa nào, và người ta dùng cái ký hiệu ở đây là chú ý được chưa, chú ý nhé. Thì rõ ràng chúng ta ghi khái niệm vô nhé, phản ứng một chiều, phản ứng tủ nghịch. Là phản ứng xảy ra đồng thời, xảy ra đồng thời. Xảy ra đồng thời gì nè, là hai quá trình được chưa nè, cũng và nghịch, do thấy ra hai đồng thời là hai chiều ngược nhau đó. Yeah. Theo hai chiều và trái ngược nhau, theo hai chiều và thuận và nghịch. Yeah. Thuận ở đây tức là từ trái sang phải. Yeah. Và chiều nghịch. Là từ phải sang trái. Yeah. Được chưa? Đó là chúng ta nắm vững cho là cái khái niệm này. Giờ thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý ở đây. Chú ý nhé. Đó, chúng ta kỹ bản so sánh ra cho nè. Phản ứng một chiều và phản ứng tủ nghịch cho nè. Thứ nhất nó là về chúng ta về cái ký hiệu này đúng không, ký hiệu á ở đây người ta dùng cái mũi tên đó là gì, cái mũi tên một chiều đúng không nào, còn trong phản ứng nghịch thì người ta dùng mũi tên hai chiều cái này. Yeah. Tiếp theo là hiệu suất đúng không?
Thì ở đây là có thể gì đây? Có thể là đạt là 100%, đúng không? Nếu như mà sau khi mà phản ứng nó xảy ra hoàn toàn, đúng không? Thì có thể là nó sẽ có thể là đạt 100%. Còn đối với phản ứng thụ nghịch thì rõ ràng chú ý rõ ràng là hiệu suất nó bao giờ nó cũng nhỏ hơn 100%. Được chưa? Và chú ý ở đây về chú ý về các chất tham gia và sản phẩm ở đây thì chú ý nha. Thì các chất siêu phản ứng ở đây thì có thể là chất tham gia có thể là ớt hoặc là dư. Được chưa? Đó. Còn đối với ở đây chúng ta thấy là các chất tham gia đều còn lại siêu phản ứng và sản phẩm đều có mặt. Siêu phản ứng. Được chưa? Vấn đề được như nào? Đó. Ví dụ như trong cái phản ứng này cũng thấy là kết thúc siêu phản ứng thì rõ ràng là trong cái dung dịch bao giờ con thu được là bốn cái thành phần này, bốn cái chất này, clo, nước và HCl và HClO. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thu được là bốn chất nhé, chứ không phải là một chất đâu, nó đều có mặt trong cái chương trình. Được chưa? Không biết được không nào? Vì phản ứng thụ nghịch mà. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng là cái hỗn hợp siêu phản ứng thì nó sẽ gồm có cả gì đấy. Được chưa? Hãy chú ý nhé. Đó. Nó ví dụ như ở đây, ví dụ như nhé. Chúng ta nói cái ví dụ trong hộp này nè. Ví dụ khi mà cho kali clorat, đúng không, thì chắc chắn là rằng là kali clorat trong phản ứng này là phản một chiều chẳng hạn nhé, thì xu được là kali clorua và sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đúng không, nếu như phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sao nào, thì kết quả chúng ta thu được là có thể có khả năng là kali clorat còn dư lại, và mở ra thêm hai sản phẩm này nữa, Đó. Nhưng mà trong hộp này đó là cái hỗn hợp siêu phản ứng ở đây thì có thể là gì nào, có thể chỉ thu được là kali clorua oxy, hoặc là có thể khả năng là hoặc là gì nào, hoặc là có cả ba, có cả ba khi hiện tượng nó dư, đúng không, đúng không? Đó. Được chưa? Còn trong phản ứng này thì sao nào, HCl cộng với nước đó mà tạo thành là gì đây, clo chứ nhỉ. Thì tạo thành là HCl và cộng cho HClO. Thì chắc chắn cái siêu phản ứng có thu được cả bốn chất. Thu được cả bốn chất này. Clo, nước, HCl và HClO. Được chưa nào? Đó. Và hiệu suất ở đây là gì? Là nó luôn luôn là bé hơn 100%. Còn cái này là có thể là nếu như mà phản ứng nó xảy ra hoàn toàn thì chắc chắn hiệu suất của nó có khả năng là đạt 100%, đúng không? Đó. Được chưa? Như vậy chúng ta nắm được chưa nào? Alo. Dạ. Được chưa nào? Chú ý nhé. Được. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp theo là hai, đó là cân bằng hóa học. Thôi thôi con chết xíu.
Được chưa? Như vậy chú ý nha. Được chưa nào? Alo. Dạ. Xong chưa? Đúng. Xong rồi đúng không? Dạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai, đó là về cân bằng hóa học. Chưa? Thì khi nói đến cân bằng hóa học thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phản ứng thuận nghịch. Được chưa? Quan tâm đến cái phản ứng thuận nghịch. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta xét cái phản ứng là ví dụ chúng ta xét cái phản ứng giữa hydro và iốt đúng không nào? Đó. Giữa hydro và iốt đi. Hai là cân bằng hóa học nhé. Chú ý đây thì chúng ta chỉ xét đến cái phản ứng thuận nghịch thôi nhé. Đó, xét cái phản ứng thuận nghịch thôi. Nhưng mà khi nào thì nó xảy ra cân bằng hóa học? Tức là khi mà chúng ta xét các cái phản ứng thuận nghịch ở đây. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là phản ứng giữa hydro này, này cộng với iốt. Được chưa? Thì đây chính là cái phản ứng thuận nghịch. Vì nó xảy ra theo hai chiều, cho chiều thuận là chiều từ trái sang phải và chiều nghịch là từ phải sang trái. Thì con biết rằng á, là con đã học về cái tốc độ phản ứng thì ở đây nó có một cái bài tập. Không biết là chúng ta có được là gọi là cái V thuận đây nè. À, thì cái này là chính là bằng K đúng không? Nhân cho cái nồng độ của hydro alpha chẳng hạn và nhân cho cái nồng độ của iốt ở đây thì nó tỷ lệ theo cái này. Đó. Ở đây cách alpha beta thì chúng ta không biết, và k là k thuận đây, được chưa? Đó. Và theo như vậy cái tốc độ phản ứng này nó chỉ gì đó, nó phụ thuộc vào cái nồng độ của hai chất ban đầu. Đó. Thì ban đầu thì rõ ràng là con thấy là gì nào? À, theo thời à, thì con thấy tốc độ phản ứng thuận nó chỉ gì đây? Nó chỉ giảm dần đúng không? Đúng không? Giảm dần theo thời gian chứ nữa. Theo công thức này này thì V thuận nó sẽ giảm dần theo T. Bởi vì nồng độ của nó theo thời gian nó phải giảm xuống. Do đó là tốc độ phản thuận sẽ giảm. Yeah. Nhưng mà bây giờ trong quá trình này á, khi mà cái iốt và hydro tác dụng với nhau nó tạo ra là gì? Hydro iốt đua. Đúng không? Cho nên lúc đầu cũng thấy là tốc độ phản thuận nó sẽ lớn. Vì lúc này cái nồng độ và vậy của hydro và iốt nó còn lớn, nhưng mà trong khi đó
thì tốc độ phản ứng nghịch nó sẽ bằng không vì nó chưa tạo ra cái lúc đầu, đúng không? À, bây giờ ta xét thôi. Ở đây chúng ta thấy là cái V của phản ứng nghịch này, được chưa? Thì nó chính là bằng K, K nghịch à, nhân cho cái nồng độ HI mà của mũ ở đây alpha beta thì thường nó chỉ là về các hệ trùng các hệ số, tuy nhiên thì chúng ta biết tổng quát thì có thể nó là nó khác với hệ số nhé. Đó. Thì lúc đầu thì rõ ràng là iốt và hydro chưa phản ứng cho nên là hydro iốt đua là chưa tạo ra, được chưa? Iốt đua chưa tạo ra. À, cho nên là tốc độ phản ứng nghịch là sẽ bằng không, còn phản ứng là nó sẽ là lớn, đúng không? Đó, thì trong quá trình tiếp theo là gì, trong cái giai đoạn phản ứng thì rõ ràng là con thấy là cái nồng độ hydro và iốt nó sẽ giảm xuống, đúng không, giảm dần, cho nên tốc độ phản ứng sẽ giảm dần, còn phản ứng nghịch sẽ tăng lên, được chưa? Là do cái nồng độ HI nó sẽ tăng dần. Đó, như nên ở đây chúng ta thấy là cái biểu đồ theo thời gian, đúng không nào? Có hiểu chỗ này không? Đây là cái trục thời gian T nhé. Còn đây là tốc độ nhé. Thì rõ ràng ở đây thì theo thời gian thì rõ ràng con thấy là cái tốc độ phản ứng nghịch nó chỉ giảm dần xuống. Yeah. Nhưng mà đồng thời thì theo thời gian thì rõ ràng tốc độ phản ứng nó sẽ phản ứng nghịch tăng lên. Đúng không? Nó tăng lên. Và đến một lúc nào đó thì con thấy là cái tốc độ phản ứng và phản ứng nghịch nó bằng nhau. Vì nó phụ thuộc vào nồng độ mà, đúng không? Tức là bây giờ ban đầu là tốc độ phản nghịch nó tăng, nó lớn, còn phản nghịch nó giảm, nhưng mà khi mà theo thời gian là cái nồng độ hydro và iốt nó giảm xuống, đúng không? Giảm xuống và cái nồng độ iốt tăng lên để cho cái phản nghịch nó sẽ giảm xuống đến lúc nào đó, còn phản nghịch nó tăng lên đến giai đoạn nào đó, thì thời điểm nào đó thì lúc này cái phản nghịch này sẽ là V thuộc nó sẽ bằng phản nghịch. Được chưa? Tại thời điểm gọi là T cân bằng. Được chưa? Tại thời điểm xảy ra trạng thái cân bằng. Đó, được chưa nào? Được chưa? Và trong quá trình này nè, thì khi mà nó đến một lúc nào đó thì tốc độ phản thuận và nghịch nó sẽ cân bằng và nó sẽ giữ ổn định. Được chưa nào? Được chưa? Tức là do tốc độ phản nghịch và thuận bằng nhau thì rõ ràng là cái trạng thái này nó sẽ gọi là cái trạng thái cân bằng. Wow, được chưa? Đó. Và nếu như mà cái nhiệt độ này nó không thay đổi thì cái trạng thái này nó sẽ được giữ nguyên, được chưa nào? Đó, tức là cái quá trình này sẽ được giữ nguyên. Đó. Và trạng thái này người ta gọi là trạng thái cân bằng hóa học. Được chưa? Thì trong cái trạng thái cân bằng hóa học này á, thì chú ý này, khi mà tốc độ phản ứng mà nghịch này nó bằng nhau, nhưng mà nó đạt trạng thái cân bằng, thì nó đạt trạng thái cân bằng có nghĩa là cái phản thuận và phản nghịch nó vẫn xảy ra nhé, chứ không phải là bằng không đâu, được chưa? Nó vẫn xảy ra, nhưng mà có điều là hai quá trình này xảy ra tốc độ ngang nhau, tức là ở cái phản thuận nghịch này cái nồng độ của cái chất tham gia nó giảm bao nhiêu lần thì bù lại ở phản nghịch nó sẽ tạo ra bao nhiêu. Đó, cho nên hai cái này nó cân bằng với nhau. Đó, cho nên là cái nồng độ của các chất xét tại một thời điểm mà khi mà cân bằng hóa học xảy ra nó sẽ luôn luôn là không đổi. Con hiểu vấn đề không nào? Bởi vì sao? Bởi vì nó mất đi bao nhiêu thì nó bù lại phản ứng nghịch nó sẽ tạo ra bao nhiêu. Đó, cho nên là nồng độ của các chất của sản phẩm và tham gia nó đều như nhau. Nó không đổi nhé, nó không đổi theo thời gian nhé. Khi mà nó đạt trạng thái cân bằng. Đó. Thì ở đây chúng ta có một cái khái niệm đó là cái hằng số cân bằng, đúng không nào, để đánh giá đi này, nhưng mà chúng ta trong chương trình giảm tải không học, tức là chúng ta có K khi mà V thuận bằng V nghịch đó thì chúng ta sẽ tương đương như ta rút ra được là cái K thuận này, đúng không, đó, nhân cho V đó, thì ra chúng ta tham khảo thôi, biết được càng tốt mà không biết thì thôi nhé, chỉ bằng K nghịch này nhân cho cái HI mũ của gamma, thường thường ở đây ta chọn bằng 1 nhé, chính xác là bằng 1 luôn đi, đó bằng 1, cái chỗ này là bằng 2, được chưa? Đó. Đó, từ đó mình sẽ rút ra được là cái gì nè, là chúng ta sẽ rút ra được cái tỷ số là HI bình phương
cái nồng độ chia cho cái được chưa? À, thì cái này nó chính là bằng K. Ở đây chính là bằng K gì nào? K K thuận chia cho K ngực. Nhưng mà cái K là hằng số cho nên ở đây thật là K căn bạc. Được chưa? Đó, như vậy ở đây người ta K đây chính là gọi là hằng số căn bạc. À, chúng ta hiểu cái hằng số căn bạc thôi. Được chưa? Cái hằng số căn bạc. Tức là khi mà đạt đến cái trạng thái cân bằng hóa học thì chúng ta sẽ có được là chúng ta lấy thương số của cái nồng độ với cái số mũ, đúng không, chia cho cái sản phẩm, chia cho tích số nồng độ của cái tham gia thì nó ra một cái hằng số. Cái hằng số này gọi là cân bằng. Đó, và K cân bằng này nó phụ thuộc vào nhiệt độ nhé. Đó, nó phụ thuộc nhiệt độ, được chưa nào? Đó, đó là khái niệm về hằng số cân bằng. Đó, chúng ta nắm thêm chưa nào? Đó chưa? Rồi chúng ta ghi như vậy cái khái niệm cân bằng hóa học chúng ta ghi vào nhé. Chúng ta ghi trong trong cái phản thuận nghịch, trong phản thuận nghịch. Luôn xảy ra đồng thời, đúng không? Đến một lúc rồi chưa? Đến một lúc đi, đến một lúc thì cái tốc độ phản nghịch và phản thuận bằng nhau. V thuận này và bằng V nghịch ghi là tốc độ nhé. Thế nào? Thì chúng ta sẽ có là gì nào? Thì cái phản ứng đạt trạng thái cân bằng. Thì nó phản ứng thuận nghịch. Đó, đạt trạng thái cân bằng. Viết tắt nhé, đạt trạng thái cân bằng, được chưa? Và gọi là cân bằng hóa học. Và gọi là gì đây? Cân bằng hóa học, được chưa nào? Nhớ chưa? Nhưng mà đúng là có thể định nghĩa là gì? Cân bằng hóa học là trạng thái của gì đây? Nhưng mà cái cân bằng hóa học nó là một trạng thái nhé. Như vậy suy ra là gì nào? Cân bằng hóa học là trạng thái, là một trạng thái, là một trạng thái của cái phản thuận nghịch nhé. Một trạng thái của phản thuận nghịch. Khi gì? Khi V thuận bằng V nghịch, ta biết tắt là tốc độ, ta đọc là tốc độ nhé. Được chưa? Rõ chưa? Chúng ta nắm được chưa nào? Và ở đây chú ý, ở đây là gì nào? Chú ý, ở đây chú ý này, ta ghi vào này. Chú ý là cân bằng hóa học là cân bằng đoạn nhé. Cân bằng hóa học là cân bằng đoạn. Cân bằng đoạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không, có nghĩa là tại trạng thái cân bằng thì nó vẫn có vẫn xảy ra phản ứng nha. Xảy ra vẫn, tức là vẫn phản thuận và phản nghịch vẫn xảy ra chứ không phải là nó dừng lại, hiểu chưa? Đó. Tức là có điều là chúng ta thấy là có bao nhiêu cái chất, cái nồng độ của chất tham gia mà mất đi đó, thì nó bù lại thì ở phản nghịch nó sẽ tạo ra bao nhiêu đó. Cho nên là cái nồng độ của các chất đó, ở trạng thái cân bằng nó luôn luôn là nồng độ nhé, nồng độ của các chất tham gia đó, nồng độ này. Các chất tham gia và sản phẩm
ở trạng thái cân bằng là nó không đổi, được chưa? Có hiểu vấn đề không? Khi mà đạt trạng thái cân bằng rồi thì khi tính nồng độ thì nó luôn luôn là nồng độ nhé. Nhớ rõ chưa? Alo. À. Đó. Đó. Chú ý nha. Cân bằng động ở đây có nghĩa là nó không phải là đứng yên, tức là nó vẫn xảy ra phản ứng. Được chưa? Chứ không phải là khi mà đạt trạng thái cân bằng cũng như là phản ứng nó không xảy ra nữa, cho nên là con thấy là cái nồng độ các chất nó không thay đổi là sai, mà do là gì, tốc độ vận thuận nó bằng vận nghịch, cho nên là cái dẫn đến là cái nồng độ nó thì không thay đổi khi mà nó ổn định rồi. Chưa? Được chưa? Hiểu được vấn đề chưa nè? Đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Thế thì bây giờ khi mà một cái phản ứng nó đạt trạng thái cân bằng, nếu bây giờ chúng ta chỉ tác động nó vào cái hệ đó thì rõ ràng cái cân bằng của nó sẽ như thế nào, nó sẽ bị phá vỡ hay không, và nếu như nó phá vỡ thì nó sẽ lặp lại cái trạng thái cân bằng mới hay không, hay là nó sẽ ra theo cái chiều nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần tiếp theo, đó là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Yeah. Bây giờ cứ đi phần thứ ba là sự chuyển dịch cân bằng nhé. Phần thứ ba nãy đã đi phần mới rồi nhà, phần ba, phần thứ hai, phần ba là sự chuyển dịch cân bằng. Sự chuyển dịch cân bằng. Thì bây giờ chúng ta có một cái thí nghiệm như sau. Chưa nào? Ở đây chúng ta có một cái cốc. À, chúng ta xét cái phản ứng này nha. Ở đây chúng ta nạp đòi hai cái ống nghiệm A và B là cái khí gì, nitơ dioxide. Yeah. Đây, chúng ta xét cái phản ứng này nè. Đó, cốc A và cốc B, được chưa? Nạp đòi vào, được chưa nào? Ở đây là cái khí gì nè? Khí là nitơ dioxide NO2, được chưa nào? Cả hai cốc này đều nạp đòi khí vào, được chưa? Nạp đòi vào. Bây giờ khó, bây giờ khi nạp đòi rồi chúng ta sẽ hai cái ống nghiệm này thông nhau qua một cái nhánh nằm ngang này, và cái nhánh nằm ngang người ta sẽ có một khóa ke để khóa lại, được chưa? Để ngăn cho, được chưa nào? Thì bây giờ khi mà chúng ta nạp đòi khí vào thì ở nhiệt độ thường, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ nó xảy ra cái phản ứng như sau. Tức là ở đây chúng ta có cái phản ứng là cái hai cái phân tử gì đây phản ứng với nhau để tạo thành là cái này. Và do ở đây là phản ứng thuận nghịch, chúng ta biết rồi, nó thiết lập một cân bằng, đúng không nào? Thiết lập một cân bằng, phải chưa? Thì đây chúng biết rằng cái đây là màu nâu đỏ, chưa? Cái này là màu nâu đỏ này, cái này là không màu. Như vậy đó là cái phản thuận là cái phản ứng mà làm gì tạo ra cái chất không màu, đó là dinitơ gì nào? Ta đọc là gì đây? Em, công thức này đọc là gì? N2O4 ta đọc là gì? Dinitơ tetraoxit, đúng không nào? Yeah, dinitơ tetraoxit. Còn cái này ta đọc là gì? Nitơ dioxit. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là bây giờ khi mà cái phản ứng này bây giờ người ta sẽ nó thiết lập cân bằng rồi, đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ
đó là ở trạng thái cân bằng á, rõ ràng là cái màu của xích của hai cái ống nghiệm này nè là nó như nhau. Được chưa? Vì phản ứng nó đạt trạng thái cân bằng rồi thì cái màu xích của hai hỗn hợp này nó như nhau. Được chưa? Bây giờ người ta tiến hành, người ta sẽ ngâm một cái ống nghiệm vào chậu nước đá. Ngâm một ống nghiệm vào chậu nước đá. Được chưa? Ngâm một cái ống nghiệm vào chậu nước đá, được chưa nào? Thì con thấy là cái màu sắc ở cái ống nghiệm A này nè là nó chỉ nhạt đi. Được chưa? Và đây chú ý là khi tiến hành thí nghiệm là chúng ta phải có hai khối ke lại để cho ngăn cho khí không có tán về. Được chưa? Qua cái ống nghiệm bên kia, được chưa nào? Không có tán vào nhau. Đó. Thì con thấy là so sánh màu thì thấy màu ở ống A nó nhạt hơn. Nhạt hơn thì chứng tỏ là gì nào? Thì chứng tỏ là phản ứng này đã chuyển dịch theo chiều gì đấy, chiều thuận hay chiều nghịch đây. Nghe. Tức là khi con ban đầu á thì cái màu sắc của nó là hai ống nghiệm này là giống nhau, nó đều là màu sắc như nhau. Nhưng mà bây giờ khi mà con lấy cái chậu nước đá con ngâm cho cái ống nghiệm nhánh A con ngâm vào thì con thấy là cái màu sắc nó sẽ nhạt đi. Đúng không? Thì chứng tỏ ra là thì ở cái phần ở ống nghiệm A này đã có sự gì đấy, đã có sự mất cân bằng, tức là phản ứng nó đã chuyển dịch đi rồi, cân bằng nó sẽ đi chuyển dịch đi rồi, đúng không? Vì màu sắc nó đã thay đổi rồi, đúng không? Đúng không? Mà nó nhạt dần thì chứng tỏ ra này nó đã chuyển dịch theo chiều gì, chiều thuận hay chiều nghịch đấy. Alo, chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều thuận. Đúng rồi, chiều thuận. Cái chiều thuận là chiều nó làm nhạt màu đi, đúng không? Đó. Nhưng mà rõ ràng là như vậy, rõ ràng ở đây là nó đã có sự chuyển dịch cân bằng khi mà chúng ta đã tác động vào nó. Ở đây là cái yếu tố chúng ta làm giảm độ xuống, đúng không nào? Rõ chưa? Đó. Thì như vậy rõ ràng ở đây là chú ý là nói là so sánh thì ống A nhạt hơn. Thì như vậy rõ ràng thấy là cái nó đã phản ứng, được chưa? Đó. Với nhau nó tạo ra N2O4 và làm giảm cái NO2 xuống, nồng độ tăng lên. Đó. Thì cái hiện tượng như thế là hiện tượng chuyển dịch cân bằng, tức là khi một cái hệ nó đạt trạng thái cân bằng rồi mà chúng ta tác động nó vào một cái yếu tố bên ngoài, chẳng hạn ở đây là nhiệt độ, mà nó chuyển thành cái trạng thái cân bằng mới, được chưa? Đó, hoặc là nó chuyển dịch theo một cái chiều mới thì người ta gọi nó là sự chuyển dịch cân bằng, được chưa? Tức là nó chuyển dịch theo cái chiều mới, trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác. Đúng không nè? Ví dụ như tưởng tượng nha, ví dụ ở đây chúng ta có một cái hai cái gì này nè. Ở đây là chúng ta có một cái được chưa? Được chưa? Thì ban đầu ví dụ như là cái mực nước này ngang nhau đi nhé. Đúng không? Ở đây có ke mở nha. Được chưa? Mực nước ngang nhau. Đấy, tức là khi mà ta mở khóa ke ra, đúng chưa nào? Đấy. Thì đúng chưa? Thì rõ ràng là thấy là cái mực nước này như thế nào đấy. Ngang nhau. Giờ chúng ta thì mở khóa ke ra nha, chỗ này chúng ta chú ý tầm mở khóa ke này. Thì bây giờ chúng ta thêm nước vào đi, chúng ta tác động vào, nó có thể là thêm nước vào bên này chẳng hạn, đúng không? Thì lượng nước này rõ ràng chắc chắn là sao nào? Thì lượng nước bên này nó nhiều hơn, đúng không? Đó, cho nên rõ ràng là nó chỉ cái trạng thái này không cân bằng nữa, cho nên nước nó chỉ bên này nó chảy qua bên này, đúng không? Đó, thì sau một thời gian thì rõ ràng là cái mực nước hai bên nó chỉ như nhau. Đó, thì cái trạng thái này cũng giống như hình ảnh là cái chuyển dịch cân bằng, anh dung chưa nào? Tức là khi con tác động vào cái hệ nó đang cân bằng, bây giờ tác động vào thì rõ ràng cái hệ nó sẽ chuyển dịch theo một cái cân bằng mới. Tương tự bây giờ con cho thêm nước vào thì nước cho vào đây thì rõ ràng là theo nguyên tắc bình thường nhau thì nước nó không thể là nó đứng yên ở cái nhánh này được, mà phải chuyển dịch qua cái bên nhánh này để làm cho hai cái nhánh nó cân bằng với nhau, thiết lập một cân bằng mới. Do cái hiện tượng đó gọi là chuyển dịch cân bằng, nó giống như là cái bình thường nhau vậy đó. Thế nào? Ở chưa? Thì con ghi vào cho sự chuyển dịch cân bằng.
Được không nào? Alo, alo. Nó ghi vào được chưa? Dạ. Rồi, còn ghi. Từ thí nghiệm này rút ra được cái định nghĩa đó là gì? Sự chuyển dịch cân bằng. Dạ, ghi nó vào nhé. Sự chuyển dịch cân bằng. Là sự di chuyển, được chưa? Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển, là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này, được chưa, sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài, được chưa, nên cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái test nhé, cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác, được chưa nào? Dạ. Do tác động bởi các yếu tố bên ngoài, do các cái yếu tố bên ngoài, trong các cái yếu tố bên ngoài, dạ, tác động lên cân bằng, được chưa? Thì các yếu tố là gì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ trong cái phần, chưa? Làm sao cái nào, đó là chúng ta nắm được cái định nghĩa chưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua là cái các yếu tố ảnh hưởng, được chưa nào, các yếu tố ảnh hưởng, được chưa, các yếu tố ảnh hưởng xong chưa? Xong. Là sự chuyển dịch 4, bây giờ qua 4 luôn, đó là các yếu tố ảnh hưởng. Các yếu tố ảnh hưởng. Ví dụ như chúng ta đang xét cái phản ứng này nha, hydro cộng với HI với cái này tạo thành là đó. Như theo cái thì lúc này khi mà phản ứng đạt cân bằng thì chúng ta có một cái hàng chúng ta có được cái hằng số cân bằng ra tính như sau nha. Yeah, hồi nãy chúng ta đã đề cập rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần chấp nhận công thức này nhé, được chưa? Tức là khi mà cái trạng thái đạt đến trạng thái cân bằng thì ở đây người ta để đánh giá, chúng ta đưa ra khái niệm là hằng số cân bằng, được chưa, K cân bằng này, được chưa nào? Thì K này là nó phụ thuộc vào nhiệt độ, được chưa nào, được không? Đó. Thì bây giờ chúng ta xét đầu tiên là cái yếu tố đầu tiên là ảnh hưởng của nhiệt độ, của nồng độ nhé. Thứ nhất là ảnh hưởng của nồng độ nhé, ảnh hưởng của nồng độ. Bây giờ nếu như bây giờ nè, ảnh hưởng nồng độ tức là khi mà tác động lên, bây giờ nếu như ở đây nhìn này, ví dụ bây giờ nếu như ở đây là chúng ta cho cái gì đây nè, chúng ta tăng cái nồng độ của gì đây này, của HI lên, ví dụ như nha, ở đây bây giờ ta thay đổi cái nồng độ đi, bây giờ giả sử bây giờ chúng ta cho thêm vào, cho thêm hydro vào được không? Yeah, cho thêm hydro vào đi, thì suy luận coi nè, cho thêm hydro vào đúng không? Đó, thì coi là cái lúc này cái nồng độ ảnh hưởng hay không nhé, cũng giống bây giờ nãy cho thêm nước vào thì coi là một nước nó dịch chuyển hay không nhé. Thì nguyên tắc nó giống như là nguyên tắc là cứ nước chảy vô trụ vậy đó, yeah, tức là nước nó chảy từ chỗ cao về chỗ thấp, hiểu không nào? Tức là khi mà con cho thêm hydro vào á, giả sử từ ban đầu này 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 cái nó cân bằng thế này đúng không, đúng không? Bây giờ giả sử bây giờ con cho thêm vào thì rõ ràng là nó sẽ bị lệch đi đúng không, cái lúc này cái nồng độ của hydro nó tăng lên đúng không, tăng lên thì là nguyên tắc thì nó chỉ gì, nó giống như nước chảy vô trũng, nó chỉ từ vị trí này là chỉ chuyển dịch qua cái vị trí này thấp, từ cao đến thấp,
Thì tưởng tượng nhé, thì ở đây là nhìn vào cái hình số căn bằng này cho dễ nè. Thì khi mà con cho thêm hydro vào á thì sao nào? Thì cái nồng độ hydro thì tăng lên đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái nồng độ tăng lên thì nó làm cho cái gì đấy, cái mẫu số này tăng lên. Đúng không? Mà cái ke căn bằng nó luôn luôn là một hằng số đúng không ạ? Đúng không? Đó, tức là cái ke căn bằng này sẽ dễ giảm xuống. Đúng không? Giảm xuống chứ nữa. Đúng không? Đúng không? Giảm xuống so với cái ban đầu. Đó. Thì vì buộc như vậy rõ ràng là chỉ chắc chắn rõ ràng để cho cái này không đổi, cái ke căn bằng này không đổi. Thì buộc chúng ta phải gì? Thì lúc này cái phản ứng nó sẽ gì nào? Nó phải là gì? Nó phải xảy ra theo cái chiều gì đó nào? Nhưng mà để cái ke này nó không đổi đi. Được chưa? Ở đây là cái ke này giảm xuống nha, cái ke này gọi là trạng thái cân bằng, còn cái ke này là cái ke này giảm xuống. Đúng không? Đó, cái ke này nó bé hơn ke cân bằng chứ nữa. Nha, nó bé hơn ke cân bằng. Đúng không? Còn cái này là cái hằng số cân bằng bất kỳ, tại cho ta xét cái ke đó. Thì bây giờ cái ke này giảm xuống thì rõ ràng là nó bé hơn ke cân bằng, thì để nó đạt trạng thái ke nó bằng ke cân bằng chúng ta buộc chúng ta phải tăng cái nồng độ lên đúng không? Thì buộc chúng ta phải giảm bớt cái hydro xuống đúng không? Đúng không? Alo. Yeah. Tức là khi ta cho thêm hydro vào này thì cái nồng độ hydro tăng lên, thì cái giá trị ke này nè. Đó, ke là ke chúng ta xét được chưa? Tại thời điểm đó thì nó sẽ bé hơn cái ke cân bằng. Bây giờ để cái ke này tiến tới ke cân bằng thì sao nào? Để ke này là tiến đến nó tới ke cân bằng thì buộc chúng ta phải gì đây? Buộc phải gì đây? Phải giảm cái này. Phản ứng nó phải xảy ra theo chiều rồi đúng không? Sử dụng đi thì suy ra phản ứng phải xảy ra theo chiều gì nè, phản ứng phải xảy ra theo chiều gì đó nè, theo chiều là vậy, giảm nồng độ này xuống đúng không? Giảm này xuống và đồng thời phải tăng cái này lên và tăng cái gì đây, và y phải tăng lên để cho cái ke này tiến tới ke cân bằng đúng chưa? Đúng là vì khi mà con cho thêm vào thì cái giá trị mẫu như này nó lớn thì nó làm cho cái ke này giảm xuống đó. Bây giờ muốn ke này đạt đến cái ke cân bằng thì buộc cái mẫu này chúng ta phải gì, phải giảm đi và cái tử phải tăng lên đó. Đi vào rằng cái chiều nào, cái chiều làm giảm hydro có phải là chiều thuận không? Thì lúc này phản ứng phải xảy ra chiều thuận nào, nghĩa là phản ứng phải xảy ra chiều thuận. Đúng chưa? Đúng không nào? Nhưng mà ở đây chúng ta không có quan tâm cái chỗ này. Mà chúng ta chỉ cần nhớ là gì nào? Khi mà chúng ta thêm cái gì đây, thêm nồng độ của một chất nào đó thì phản ứng nó phải xảy ra. Đúng không? Phải xảy ra theo cái chiều là làm được chưa nào? Chú ý nhé. Được chưa? Đó. Nhưng mà rõ ràng thì đó là chúng ta xếp được chưa nào? Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhận xét này nè. Ở đây nhận xét này, khi mà chúng ta cho thêm hydro vào thì rõ ràng cái phản ứng nó sẽ ra theo cái chiều này vậy. Cái chiều mà làm gì đâu, làm giảm cái nồng độ hydro xuống, tức là cái chiều nghịch, chiều thuận đúng không? Để tương tự như vậy, nếu như ở đây mà chúng ta tăng cái nồng độ cái iốt lên thì phản ứng nó cũng xảy ra theo chiều gì đây? Sử dụng được không? Theo chiều nào? Chiều thuận hay chiều nghịch? Alo. Nghe phần này nó hơi rối nha, chúng ta phải chú ý nè, tập trung vào nha. Bây giờ phản ứng nó sẽ ra chiều nào? Ví dụ giả sử bây giờ ta tăng cái nồng độ hydro lên, tăng cái nồng độ iốt lên thì phản ứng nó sẽ ra chiều nào? Chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều. Tăng cái nồng độ iốt lên thì phản ứng sẽ ra chiều nghịch hay chiều thuận? Alo. Chiều thuận hay chiều nghịch?
Nãy chúng ta suy luận là khi mà chúng ta tăng nồng độ hydro lên đúng không? Đó, thì phản ứng nó phải xảy ra theo cái chiều là gì? Làm giảm bớt cái lượng hydro xuống. Đúng không? Đúng chưa? Đó. Làm giảm bớt cái lượng hydro xuống và sao nào? Và phải làm tăng cái lượng HI lên để cho cái K này là nó không đổi. Bởi vì khi mà con thêm hydro vào thì rõ ràng cái K này này này. Ở đây ta xét cái K này là bằng cũng bằng là HI đúng không? Chia cho cái nồng độ tại thời điểm bất kỳ nhé. Còn cái này là K cân bằng, chỗ này là cân bằng nhé. Được chưa? À, thì khi mà con thêm cái hydro vào thì làm cho cái K này là cái mẫu này là lớn đúng không? Lớn thì cái K này phải nhỏ hơn cái K cân bằng đúng chưa? Bây giờ muốn cho mà cái K này tiến cái K cân bằng thì chúng ta phải gì? Làm giảm hydro xuống, làm giảm lượng hydro xuống. Đúng không? Để cho cái K này tăng lên đến cái đạt đến cái K cân bằng. Và đồng thời là cái HI nó phải tăng lên tí. Mẫu màu con gì? Mày ơi. Được chưa? Tương tự như thế thì giờ khi tăng cái nồng độ hydro lên thì iốt thì sao? Thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì? Cái chiều chiều tạo ra hydro hay chiều là gì? Là mất bớt, làm giảm cái nồng độ iốt. Alo. Chiều giảm bớt nồng độ iốt. Giảm bớt, cũng như là khi mà chúng ta tăng cái nồng độ hydro hoặc là giảm cái nồng độ chất sản phẩm hay là tăng, thì phản ứng nó phải xảy ra chiều gì? Làm giảm cái gì nào? Theo chiều làm giảm cái tác dụng của cái việc tăng hay giảm đó. Bây giờ chúng ta đang tăng thế này đúng không? Tăng cái nồng độ hydro lên thì làm cho cái nồng độ hydro của hệ nó tăng lên. Bây giờ phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì? Chống lại đúng không? Chống lại tác động nó đó thì buộc nó phải phản ứng phải xảy ra theo chiều gì đấy? Chiều tạo ra thêm hydro hay là chiều mất bớt đi cái nồng độ hydro? À, chúng ta nhận xét nhé, được chưa nào? Nhận xét ở đây, chúng ta nhận xét này. Khi chúng ta tăng cái nồng độ, được chưa? Hoặc là gì? Hoặc là giảm cái nồng độ xuống, được chưa? Thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch, được chưa? Chuyển dịch theo chiều nào? Chuyển dịch theo cái chiều mà chống lại nhé. Chuyển dịch theo chiều chống lại cái việc mà tăng hay là giảm cái nồng độ đó. Được chưa? Theo chiều giảm tác động. Của cái đấy. Của việc tăng C hay là giảm của việc là tăng, được chưa? Okay. Chúng ta chơi đi con. Của việc là tăng C hay là giảm C, được chưa? Được chưa? Hello. Tức là khi mà tăng nồng độ hoặc là giảm nồng độ của một chất nào đó thì cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều là chống lại hay là giảm đi cái tác động của việc tăng hay giảm đó. Nhưng mà hiểu cái tác động nha. Ví dụ khi mà tăng cái nồng độ hydro lên thì nó sẽ tác động đến cái hệ đó là gì? Làm cho nồng độ của hydro của hệ tăng lên. Đó. Được chưa? Khi ta tăng cái nồng độ hydro lên thì cái tác động ở đây là gì? Là làm cho cái nồng độ của hydro của hệ tăng lên. Bây giờ phản ứng nó phải đây, phải theo chiều mà chống lại cái tác động đó, tức là giảm bớt cái tác động nó xuống. Tức là bây giờ cái hệ chúng ta cái nồng độ của hệ tăng lên thì buộc chúng ta phản ứng phải xảy ra theo chiều là gì? Làm giảm nồng độ hydro xuống. Tức là đó là cái phải thấy chưa nào? Là cái có nghĩa là nó phải là gì? Xảy ra chiều nghịch. Được chưa? Là cái chiều mà mất bớt hydro đi. Đó. Tưởng tượng được không? Đó, cũng giống bây giờ là tưởng tượng thế này ha. Ví dụ ban đầu nó cân bằng thế này.
bây giờ khi thêm cái nồng độ hydro vào thì nồng độ hydro cao hơn, đúng không? Thì buộc nó đang để phản ứng nó chạy theo cái chiều gì, giống như là chữ từ thấp lên cao, tức là chữ chiều thuận, giống như là nước chảy vô trụ từ vị trí cao chảy xuống thấp nó sang bằng, được chưa nào? Rõ chưa? Anh Dung ăn nè, được không? Bây giờ suy luận coi, bây giờ nếu như mà bây giờ con tăng cái gì nào, tăng cái hàm lượng cho thêm cái gì đây, cái hàm lượng HI vào thì rõ ràng phản ứng nó sẽ ra chiều nào đây, chiều thuận hay chiều nghịch? Vận dụng coi. Chiều nghịch. Đúng rồi, chiều nghịch, tức là nó mắc bớt cái HI đi. Đó. Bây giờ nếu như mà bây giờ con lói bớt cái HI ra thì phản ứng phải xảy ra chiều nào? Lói mắc bớt HI ra thì phản ứng phải xảy ra chiều nào? Tức là giờ con lói HI, con lói bớt cái hydro yếu đua ra thì tác động ở đây là chỉ làm cho cái nồng độ HI nó giảm xuống, đúng không? Đúng không? Đúng không? Như vậy là tác động, như vậy đó là cân bằng, nó phải chuyển dịch, đúng không? Chuyển dịch, nó thiết lập một trạng thái cân bằng mới liền, tức là phản ứng nó phải dịch chuyển theo chiều nào, chiều thuận hay chiều nghịch? Hello, bây giờ con, nếu con rút bớt cái hàm lượng HI ra thì phản ứng nó sẽ chiều nào, chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều nào hả? Bây giờ rút bớt cái hàm lượng HI ra thì tác động ở đây là làm cho cái hàm lượng HI của hệ nó giảm xuống hay là tăng lên? Giảm xuống thì phản ứng nó phải xảy ra từ chiều giảm cái tác động đó, thì phản ứng phải xảy ra chiều nào? Chiều tạo ra HI hay chiều là mất bớt đi HI? Thì bây giờ nó mất bớt HI rồi thì bây giờ phản ứng nó phải xảy ra chiều gì? Chiều nào? Chiều tạo ra HI hay chiều mất bớt HI? Chiều mất bớt HI. Sao là mất bớt hả? Bây giờ nó đã mất rồi, bây giờ phản ứng nó phải xảy ra theo chiều thì tạo ra lại ra chứ HI chứ. Có hình dung không? Nghe. Hello, đọc lại cái chỗ nhận xét nào. Khi tăng nồng độ hay là giảm nồng độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc tăng C hay là giảm C mà. Bây giờ rõ ràng khi mà con nói bớt cái HI ra thì cái tác động đến hệ là làm cho cái gì? Của cái nồng độ của hydro tua này giảm xuống, đúng không? Bây giờ giảm, bây giờ để mà chống lại cái việc giảm nồng độ HI này xuống thì buộc chúng ta phản ứng phải xảy ra chiều gì? Chiều gì? Chiều tăng HI. Tăng là phải phản ứng xảy ra chiều gì? Chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều thuận. Chiều thuận. Chứ bây giờ đã giảm rồi mà giờ mà cho bây giờ mà muốn chống lại thì phải là gì? Cho nó tăng lên chứ, hiểu không? Đúng chưa? Rõ chưa nào? Đó. Hiểu không? Hiểu được chưa? Hiểu từ cái chỗ này về giảm tác dụng, đúng không? Theo chiều làm giảm tác động. Đó. Bây giờ rõ ràng cái nồng độ này tăng lên thì đi giảm xuống thì có nghĩa là bây giờ chống lại chúng ta phải làm sao đó để làm cho cái nồng độ này mà bớt tăng lên, tức là giảm xuống. Đó. Được chưa nào? Đó. Giống như là bây giờ là trời gió lạnh thế này, bây giờ để chống để gió nó không ngăn cho gió nó không cho nó vào nhiều thì chúng ta phải mở cửa ra hay là ta đóng cửa lại, khép cửa lại, đúng không? Đó, thì kiểu như thế. Được chưa? Anh Dung nào? Đó, cứ hiểu nôm na là rằng là giống như nguyên lý là nước chảy vô trụ vậy đó. Được chưa? Bây giờ cái nồng độ HI mà nó giảm xuống thì buộc là phản ứng phải xảy ra chiều gì đấy? Chiều tạo ra HI, đúng không? Vì lúc này nồng độ HI nó thấp là trũng, đúng không? Bây giờ phản ứng nó phải xảy ra chiều từ gì nào, tạo ra HI để làm cho cái HI nó tăng lên, được chưa? Đúng không? Được chưa? Hiểu được chưa nghe? Được. Đó là ảnh hưởng của nồng độ. Rồi tiếp theo ta xét đến ảnh hưởng của gì đó nào? Ảnh hưởng của áp suất, được chưa? Tương tự như vậy rõ ràng thì chúng ta có được ảnh hưởng của áp suất nhé.
ảnh hưởng của áp suất. Thì bây giờ ảnh hưởng áp suất, ví dụ khi mà áp suất nó tăng đúng không, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nồng độ. Bây giờ cũng biết rồi đúng nào, khi mà chúng ta biết rồi mà chúng ta có công thức là B nhân V là bằng gì, NRT đúng không nào, từ chúng ta rút ra được là đối với chất khí chúng ta có là B này chúng ta bằng gì, CRT. Như vậy khi mà em tăng, khi mà thay đổi áp suất hay là giảm áp suất thì dẫn đến nó việc tăng hay là giảm nồng độ xuống đúng không, nó kéo theo là thay đổi nồng độ của cái, của cái chất đó, của cái hệ đó, dẫn đến là nó cũng thay đổi đúng không nào? Rõ vấn đề không? Cho nên là, và ở đây thì cái chúng ta chỉ cần nắm cái quy luật ở đây là gì nào? Khi mà chúng ta tăng hay là giảm áp suất đúng không? Thì cái cân bằng nó cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động nhá, nhớ từ khóa là giảm tác động. Nha. Đó. Như vậy ta ghi vào nha. Khi khi chúng ta tăng B hoặc là giảm B xuống, thì phản ứng gì đây? Thì xin lỗi, thì cân bằng, thì cân bằng chuyển dịch theo chiều, thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều gì đây? Theo chiều làm giảm, làm giảm tác động, được chưa? Alo, của việc gì đây? Của việc là tăng B hoặc là giảm B đó, được chưa? Được chưa? Hiểu vấn đề này không? Alo, hiểu. Là ví dụ thế này nha, ví dụ như ở đây ở đây chúng ta có phản ứng là hydro cho cộng với nitơ tạo ra cái chỗ này đi là NH3. Ở đây là khí này, được chưa? Đây là khí này. Đó, đây là không khí luôn. Thì bây giờ này, bây giờ giả sử bây giờ nếu như tăng áp suất của hệ lên, đó, thì sao nào? Thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì vậy này? Theo chiều nào? Bây giờ tăng áp suất của hệ lên. Alo. Bây giờ tăng áp suất của hệ lên thì dẫn đến là cái áp suất của hệ tăng lên, đúng không? Bây giờ muốn cho áp suất của hệ nó bây giờ chống lại cái việc tăng áp suất của hệ thì buộc phản ứng nó phải diễn ra chiều nào này? Cái chiều nào? Cái chiều là gì? Là làm giảm cái số mol khí xuống, hiểu không? Nó lại này, bởi vì áp suất ở đây á, là chúng ta thường là áp suất nó gọi ra bởi chất khí đúng không? Thì khi mà chúng ta tác động áp suất vào hệ, tăng áp suất đúng không, thì làm cho cái áp suất của hệ lên, tăng lên, thì cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm cái số mol khí xuống. Bởi vì sau khi mà số mol khí của hệ tăng thì rõ ràng áp suất nó phải tăng, đúng không? Còn số mol khí mà nó giảm xuống thì sao? Thì là áp suất của nó phải giảm xuống. Bởi vì chúng ta biết rồi, đúng không nào? Alo.
Nhưng mà cứ hiểu đơn giản như thế nhé. Như vậy là khi tăng thì ở đây là như vậy, rõ ràng bây giờ nếu như chúng ta tăng áp suất của hệ lên thì phải cân bằng, phải chuyển dịch theo chiều về chiều thuận hay chiều nghịch. Thì phải hiểu là chúng ta phải tính tổng số mol khí ban đầu trước phản ứng ở đây là mấy mol, 1:3 với 1 là 4 mol, nhưng mà lúc sale là 2 mol, đúng không? Như vậy cái chiều thuận là cái chiều làm giảm số mol khí của hệ xuống, còn chiều nghịch là chiều làm tăng số mol khí của hệ. Mà tăng số mol khí thì đồng nghĩa cũng nghĩa là làm cho áp suất của hệ nó phải tăng lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang là gì? Đang tăng áp suất của hệ, đúng không? Bằng cách là chúng ta trong cái bình kính thế này, bằng cách chúng ta sẽ đổi bê tông để cho cái thể tích nó giảm xuống, đúng không? Đó, làm cho áp suất của hệ nó tăng lên. Đó, khi mà áp suất của hệ tăng lên thì đồng nghĩa là cái gì nào? Cái nồng độ nó cũng tăng lên đó. Đó. Thì ở đây thì phản ứng nó phải theo chiều làm giảm cái số mol khí xuống để làm cho cái áp suất của hệ nó phải giảm bớt đi. Được chưa? Đó là cái làm giảm tác động, được chưa nào? Thì ngược lại bây giờ nếu như mà tăng cái nồng độ của NH3 lên thì sao? Thì phản ứng phải xảy ra theo chiều gì? Xin lỗi, bây giờ là giảm áp suất của hệ xuống, xin lỗi. Giảm áp suất của hệ xuống thì phản ứng phải xảy ra chiều gì đây? Chiều ngẩn, chiều thuận hay chiều nghịch? Alo. Và tóm lại á là chúng ta nhớ nè, khi tăng B thì cân bằng chuyển dịch theo chiều gì đây? Cân bằng hóa học nó chuyển dịch theo chiều về gì? Theo chiều về làm giảm, đúng không? Làm giảm số mol khí xuống, cái chiều giảm mol khí. Được chưa? Còn nếu như mà chúng ta giảm áp suất của hệ xuống thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều gì đây? Theo chiều làm tăng số mol khí. Chú ý nha, chúng ta đang tính là tính cái số mol khí thôi. Nếu ở đây trong cái chú ý nè, đó là chúng ta chú ý nha. Được chưa? Như vậy bây giờ chúng ta hiểu chỗ này chưa nào? Nhớ chưa nào? Khi mà tăng B thì cân bằng chuyển dịch nó theo chiều làm giảm mol khí. Về phía cái chiều mà làm giảm số mol khí chúng ta biết rồi á, chúng ta phải tính tổng hệ số cân bằng của các chất khí thôi nha. Chú ý nha. Đó. Chú ý đây, được chưa nào? Được chưa? Là áp suất nó không ảnh hưởng đến gì đây? Áp suất áp suất ở đây là tăng khi nào nào? Áp suất tăng này là khi tổng số phân tử khí tăng. Yeah. Khi chú ý ở đây chúng ta ghi sao này, áp suất nó ghi lại này, áp suất được chưa? Chủ yếu là nó do gì, là do cái chất khí nó tác động lên thôi, được chưa? Ảnh hưởng đến cái cân bằng, ảnh hưởng đến đến cân bằng hóa học của cái phản ứng, được chưa? Của phản ứng mà có chất khí tham gia thôi nha. Alo. Có chất khí thôi. Thì còn đối với chất rắn thì chúng ta không có ảnh hưởng. Và ở đây là về tổng tổng cái môn khí trước. Khí trước phải khác với tổng môn khí phía sau, được chưa? Ghi là những thứ hai là và gì nào? Đây là gì nào? Áp suất ảnh hưởng đến gì nào? Chỉ ảnh hưởng đến
công bằng hóa học của cái phản ứng. Tôi ghi bài kỹ nha. Mà có gì này, có tổng cái môn khí trước phải khác với tổng môn khí của sau. Nắm rõ phần này nha, không nhầm lẫn đấy. Bởi áp suất này chỉ ảnh hưởng đến cái chất khí thôi, vì chất khí nó mới gọi là áp suất học rồi. Với chất khí này nó có thuộc tính là nén được, đúng không? Mà giãn nở được, nhưng mà chất lỏng với chất rắn không. Cho nên rõ ràng là đối với chất lỏng và chất rắn thì áp suất nó không ảnh hưởng đáng kể đó, được chưa? Chỉ có chất khí thì mới gọi là áp suất đáng kể cho hệ. Được chưa? Đó. À, ví dụ ở đây là cái phản ứng này hydro và cộng cái phản ứng này chúng ta thì tạo ra là gì, hai lần, đúng không nào? Đó. Thì trong trường hợp này rõ ràng ông nói là tổng số môn khí của trước và sau phản ứng nó có thay đổi hay không, nó khác nhau hay không? Trước phản ứng là chúng ta có mấy môn khí nào, một, thứ một là hai môn, đúng không? Đúng chưa? Alo. Một một là hai môn. Sau phản ứng nó tạo ra mấy môn, cũng là hai môn luôn, đúng không? Nhưng mà theo cái chú ý này thì rõ ràng là khi mà chúng ta áp suất là tăng hay giảm thì cân bằng nó không có chuyển dịch. Bởi sao? Bởi vì tổng số môn khí trước và sau phản ứng nó bằng nhau, cho nên nó không có chuyển dịch. Ở đây nếu như tổng số môn khí trước và phản ứng nó khác nhau á thì nó mới chuyển dịch, được chưa? Và chú ý nè, chúng ta chỉ tính là tính tổng số môn của các chất khí thôi nha. Nếu như ở đây trong có chất rắn, chúng ta không có cộng cái hệ số của cái chất rắn hay chất lỏng vào nha. Chúng ta chỉ cộng tất cả các chất khí thôi, tổng hệ số các chất khí trước và sau phản ứng thôi. Bởi vì đối với chất khí nó mới đóng góp vào cái gì, áp suất nha, lưu ý nha. Em rõ vấn đề không? Alo. Được chưa? À, nắm nha, được chưa nào? Cho nên trong hộp này là lưu ý là áp suất nó không ảnh hưởng đến chất khí, bởi vì tổng số môn khí trước và phản ứng nó bằng nhau, điều kiện là phải khác nhau thì nó mới có thay đổi, đúng không? Có chuyển dịch. Đó là hai cái lưu ý quan trọng đấy nhé. Được chưa? Như vậy nắm được chưa nào? Cái chỗ ảnh hưởng áp suất chúng ta đã thấm được chưa nào? Đã có lĩnh hội được chưa? Nhớ chỗ này chưa nào? Nhớ chưa? Nhớ cái phần công bằng hóa học đó là cái phần mà lý thuyết, nhưng tuy nhiên là các em bị rối chỗ đó, được chưa? Cho nên là dễ mất điểm. Này chúng ta phải hiểu cái đã, chúng ta mới đừng có học thuộc lòng ấy nha. Nó rồi phải hiểu trước rồi chúng ta cái vận dụng được. Rồi thì đó là ảnh hưởng của áp suất. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ theo là gì, ảnh hưởng của gì nào, phần thứ tiếp theo là ảnh hưởng của nhiệt độ, được chưa nào? Ở đây chúng ta có quy ước như thế này, và nhớ nhé. Ở đây delta H mà bé hơn không, tức là người ta gọi là cái phản ứng gì nào, phản ứng tỏa nhiệt, tức là cái phản ứng này nó chỉ làm mất nhiệt của cái hệ, được chưa? Được chưa? Tiếp theo là phản ứng, nếu như delta H mà lớn không thì phản ứng này người ta gọi là phản ứng thu nhiệt, được chưa nào? Được chưa? Vậy ví dụ khi mà ta ghi phản ứng thì người ta kèm cái bên sau là cái phản ứng là gì đây, là tỏa nhiệt. Thì ngược lại thì cái chiều nghịch là sẽ là chiều thu nhiệt nha, được chưa? Chú ý nhé, nếu như mà phản ứng thuận là chiều tỏa nhiệt thì ngược lại là chiều gì đây, được chưa? Nếu phản ứng thuận, được chưa, là có delta H mà bé hơn không, đó, thì suy ra phản ứng nghịch của nó là sao? Thì ra phản nghịch của nó là gì đây? Là delta H nó phải lớn hơn không? Giờ phải chú ý chỗ này nhé. Có một số lưu ý khi mà chúng ta khi nghiên cứu cái ảnh hưởng của nhiệt độ, một số cái nội dung mà chúng ta cần phải nắm, được chưa? Nhớ không nào? Alo. Dạ. Đó. Này, chú ý nhé, được chưa nào?
Thì ở đây tỏ nhiệt nghĩa là sao nào? Tỏ nhiệt có tức là cái tê nhiệt độ của hệ lúc trước ấy. Nhiệt độ của hệ trước. Thì tỏ nhiệt là lúc trước nó phải lớn hơn nhiệt độ lúc sau. Với khi mà nó tỏ nhiệt ra thì nhiệt độ lúc sau nó giảm xuống. Của hệ nha, của hệ sau. Nhớ. Còn thu nhiệt là sao? Thì ban đầu nhiệt độ của hệ nó thấp hơn. Nhưng mà khi thu nhiệt vào, nhiệt độ của hệ tăng lên thì rõ ràng là sao nó phải, nhớ chưa nào? Hiểu không? Đặc biệt cái này cũng dễ hiểu thôi, đúng không nào? Ồ, phan phan từ tỏ nhiệt hả? Ghi nhầm người ta nhỉ? Tỏ nhiệt ở đây là nhiệt độ của hệ lúc trước nó phải là gì, lớn hơn à, bí hơn nhiệt độ lúc sau. Còn cái này là gì đây, thu nhiệt, đúng rồi, thu nhiệt, được chưa, chúng ta nắm được nha. Nhưng mà rõ ràng cái chiều tỏ nhiệt đó là cái chiều làm tăng nhiệt độ của hệ lên, được chưa? Của làm phản ứng. Ví dụ ở đây ta chú ý nhé, tỏ nhiệt, đúng rồi, tỏ nhiệt thì cái nhiệt độ lúc thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên, cho nên là nhiệt độ của hệ lúc sau phải lớn hơn nhiệt độ lúc trước, đúng rồi, đúng rồi, nhầm một tí, được chưa? Alo. Dạ. Còn thu nhiệt là làm sao cho là cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống, tức là lúc trước nó phải lúc sau nó chỉ nhỏ hơn, được chưa? Bây giờ rõ ràng chúng ta chú ý nè, ví dụ đây chúng ta có cái phần A cộng B đi, được chưa? A cộng B tạo ra C cộng B. Mà người ta ghi thế này là delta H, biết không? Không, có nghĩa là sao? Ở đây là phản ứng thuận nghịch nhé. Vì đang xét cân bằng là phải có từ thuận nghịch. Đó chứ, của một chiều là không có cân bằng nha, chú ý nha. Thì ở đây chúng ta từ chỗ người ta cho thế này, chúng ta suy ra là gì nào? Cái phản ứng thuận là phản ứng gì đây? À, phản ứng thuận là cái phản ứng tỏ nhiệt, đúng không? Được chưa? Như vậy rõ ràng là phản thuận là tỏ nhiệt, tức là làm tăng nhiệt độ lên, đúng không? Làm tăng nhiệt độ của hệ lên, được chưa? Được chưa nào? Thì suy ra gì đây? Suy ra là cái phản nghịch, chỉ là gì? Là cái phản gì đây? Là phản thu nhiệt. Đúng không? Là vẫn thu nhiệt. Được chưa? Thì có là gì đây? Như vậy suy ra làm giảm nhiệt độ xuống. Được chưa? Hiểu không? À, làm giảm nhiệt độ xuống. Được chưa? Alo. Đó. Chúng ta chú ý nha. Và rõ ràng là khi mà chúng ta tăng nhiệt độ thì phản ứng nó chỉ thì chúng ta chỉ rút ra được cái ảnh hưởng của nhiệt độ này nè. Thì ở đây thì chúng ta ghi vào cái nhận xét đây nha, nhận xét khi mà ta tăng nhiệt độ lên, yeah, thì phản ứng nó xảy ra chiều nào em? Thì phản ứng nó xảy ra theo chiều gì đây? Theo chiều tỏ hay là chịu thu. Bây giờ khi tăng nhiệt độ lên thì dẫn đến là nhiệt độ của hệ tăng hay giảm? Alo.
thì phản ứng sẽ ra theo chiều là thu nhiệt, chưa? Thu nhiệt để làm giảm bớt cái nhiệt độ xuống, đúng không nào? Hiểu không? Còn khi khi mà chúng ta giảm nhiệt độ thì phản ứng nó xảy ra theo chiều gì đây? Theo chiều tỏa nhiệt, được chưa? Còn tỏa hay thu, thu nhiệt thì tỏa nhiệt chúng ta dựa vào phương trình đây, có biết chiều là chiều thu nhiệt, chiều là chiều tỏa nhiệt nha. Ở đây là chiều thu nhiệt, có thể là chiều thuận hay chiều nghịch nha, chú ý nha, chứ không phải là ở đây là theo chiều nghịch đâu, mà nó là chiều thu nhiệt. Vậy chú ý, chúng ta nhiều dựa vào phương trình này, người ta ghi là delta F, biết không? Có nghĩa là chiều từ trái sang phải đó là chiều gì? Chiều tỏa nhiệt, phải chú ý cho vậy. Chiều thu nhiệt là phải chiều nghịch, tùy cách ta ghi nhé, chú ý nha, chứ không là nhầm lẫn nha. Ở đây là khi tăng nhiệt độ thì phải xảy ra theo chiều thu nhiệt, chứ không phải là chiều nghịch, chiều thuận nha, mà đó là chiều thu nhiệt. Để dựa vào phương trình ta biết là chiều nghịch hay chiều thuận là chiều nào, chưa nào? Còn khi mà chúng ta giảm nhiệt độ xuống thì phản ứng phải xảy ra theo chiều chiều tỏa nhiệt, nhớ chưa? Alo. Đó là chúng ta cần nắm như thế, được chưa nào? Đó, nhưng mà rõ ràng thông qua ba cái yếu tố ảnh hưởng này thì đã đúc kết được gì là laser theory đúc kết lại, đúng không? Đó, đó là cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng của nhà khoa học là laser theory, hiểu nào? Đó, thì nội dung của đó chúng ta có trong sách giáo khoa, hiểu nào? Chúng ta đọc trong sách giáo khoa nhé, được chưa nào? Cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng. Bây giờ tôi ghi vô rồi chưa nè, nguyên lý chuyển dịch nguyên lý Le-Sa-Tơ-Ri-ê, nguyên lý chuyển dịch cân bằng của do nhà hóa học người Pháp, được chưa? Để đúc kết Le-Sa-Tơ-Ri-ê. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng. Chuyển dịch cân bằng Le-Sa, tên khó đọc quá, Le-Sa đọc lú lử luôn, Le-Sa-Tơ-Ri-ê, Le-Sa-Tơ-Ri-ê. Được chưa? Đó, người Pháp, Pháp nha. Tức là bây giờ cái nguyên lý này nó cũng chỉ hiểu thôi, tức là khi mà chúng ta một phản ứng nghịch mà đang ở trạng thái cân bằng, mà khi chịu một tác động của yếu tố bên ngoài, ví dụ có thể là nhiệt độ, là nồng độ, là áp suất, đó, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. Nhớ theo chiều làm giảm tác động là được. Dạ, thì cái này nó có sách giáo khoa không? Có, nội dung đã có thì chúng ta sách giáo khoa nha. Được không? Thì nãy giờ chúng ta cũng nói đi nói lại rồi, đúng không? Tức là khi một cái phản ứng thu nghịch đang ở trạng thái cân bằng, yeah, mà chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài như là biến đổi về nhiệt độ, áp suất, nồng độ, thì cân bằng nó sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của cái của việc biến đổi đó. Yeah, thì cái cụ thể là sao thì nãy giờ chúng ta đã hiểu rõ rồi, cũng đã nắm rõ rồi, đúng chưa nào? Hello. Đó. Và ở đây chú ý nữa là chất xúc tác, đúng không? Hôm trước là chúng ta học rồi, tốc xúc tác là nó làm tăng tốc độ phản ứng, đúng không? Chúng ta có 5 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, đó là gì? Nhiệt độ, gì nữa nào? Nồng độ, đúng không? Diện tích tiếp xúc, gì nữa? Áp suất, đúng không? Đúng chưa nào? Áp suất tăng, rồi nữa chất xúc tác đó. Thì hôm nay chúng ta học về cân bằng hóa học thì chú ý các cái yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học chứ không là loạn lên đấy, được chưa nè? Được chưa? Ở đây là chú ý, ở đây là chú ý nhé,
là chất phức tạp. Chất phức tạp. Không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, được chưa? Không ảnh hưởng. Đấy. Đến cân bằng hóa học. Mà chỉ làm cho gì đây? Cân bằng nhanh đạt trạng thái thôi. Mà chỉ là gì đây? Làm cho cái cân bằng hóa học nhanh chóng được thiết lập, mà chỉ làm cho cân bằng hóa học nhanh chóng được thiết lập, được chưa? Được chưa? Được thiết lập, rõ chưa? Rồi, ok chưa nào? Nhưng mà phải nắm vững lý thuyết nha thì chúng ta mới làm được trong dạng này. Đó. Bây giờ để xong phần lý thuyết rồi, bây giờ phần còn lại chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã nắm vững chưa nha. Rồi xong chưa? Ghi xong chưa? Ghi xong chưa? Xong chưa? Quan trọng là có nắm được bài không? Có kiến thức có nắm được hay không? Nắm được là ok, mà nắm không được là coi như là thất bại đấy nha. Có ổn hay không hay chút chút xương xương. Rồi thì bây giờ cho các yếu tố như là nồng độ, nhiệt độ, áp suất và diện tích tiếp xúc chất xúc tác là những yếu tố có thể làm chuyển dịch cân bằng hóa học nghịch lại. Cái này chúng ta làm được không? Tức là cho năm yếu tố đó thì yếu tố nào làm cho cân bằng chuyển dịch? Yếu tố nào đây? Những yếu tố nào có thể làm chuyển dịch cân bằng trong hóa học nghịch? Nồng độ, nhiệt độ và áp suất. Đúng rồi, nồng độ, nhiệt độ và áp suất thôi. Bây giờ ở đây, bây giờ có bài toán số 2 vận dụng vào nha. Ở đây là cho cái phản ứng là SO2, chưa nào? Phản ứng này là nắm không vững lý thuyết là làm sai, từ lừa đấy. Bây giờ kiểm tra coi là chúng ta nắm lý thuyết hay không này, ở chỗ câu hỏi này. Bây giờ chúng ta học rồi. Yeah. Rồi, bây giờ cho các biện pháp, bây giờ tăng nhiệt độ đi. Bây giờ những biện pháp nào làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nè. Bây giờ dựa vào đây, bây giờ là tăng nhiệt độ ở đây là chúng ta chú ý là quan tâm đến hiệu ứng nhiệt delta H. Được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta học rồi, tức là khi mà chúng ta tăng nhiệt độ lên ở phân một này, tôi xin lỗi coi nè. Bây giờ ta đừng quan tâm đến chiều nhiệt, bây giờ chúng ta cứ làm bình thường, khi tăng nhiệt độ thì phản ứng này nó tăng theo chiều nào thì so sánh là chọn thôi. Thì phản ứng nó chỉ thì phản ứng theo cái nguyên lý rồi, chúng ta học rồi. Thì khi tăng nhiệt độ lên á thì rõ ràng là thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì? Chiều thu nhiệt, để làm cho cái nhiệt độ của hệ nó giảm bớt xuống, đúng không? Phản ứng xảy ra theo chiều thu nhiệt, đúng không? Theo chiều thu nhiệt. Mà chiều thu nhiệt là chiều thuận hay chiều nghịch từ phương trình đó? Chiều nghịch. Đúng rồi, chiều nghịch ở đây phải là chiều nghịch. Chiều nghịch cho nên ở đây chúng ta loại được cái đáp án này, được chưa? Hình dung không?
Bây giờ đó đang bây giờ thứ hai đó là tăng áp suất, tức là tăng B lên. Để chú ý, áp suất nó chỉ ảnh hưởng đến gì đó, đến những cái phản ứng mà có gì đấy, có chất khí tham gia. Và thứ hai nữa là tổng số mol khí của hệ, xin lỗi, của phản ứng trước và sau phản ứng nó phải khác nhau thì nó mới Và cái nguyên lý chung đó là khi tăng áp suất thì phản ứng phải diễn ra theo chiều làm giảm số mol khí xuống. Được chưa? Còn khi mà chúng ta giảm áp suất thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều tăng số mol khí. Được chưa? Bây giờ nhìn vào cái phương trình này thì chúng ta thấy là trong cái phản ứng này đều là các chất khí tham gia hết. Và chúng ta thấy là cái tổng số mol của hệ của chuyển đổi của cái phản ứng trước và sau phản ứng coi là giống nhau hay khác nhau đây? Khác nhau. Khác nhau, như vậy là yếu tố áp suất này nó có ảnh hưởng không? Có tác động đến đúng không? Được chưa? Bây giờ khi mà chúng ta tăng B thì phản ứng nó xảy ra chiều gì đây? Phản ứng xảy ra theo chiều làm giảm số mol khí xuống đúng không? Theo chiều giảm mol khí xuống. Tức là chiều nào? Tức là chiều gì đây? Chiều nào nhìn vào chiều bị... Đúng rồi, đó là chiều thuận. Được chưa? Như vậy chúng ta có đáp án là 2. Được chưa nào? Được chưa? Bây giờ tiếp tục là 3, là hạ nhiệt độ xuống. Tức là ta hạ nhiệt độ xuống thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì đây? Học rồi. Khi mà chúng ta giảm nhiệt độ xuống thì nhiệt độ của hệ giảm xuống. Bây giờ muốn mà chống lại của việc giảm đó thì buộc là chúng ta phản ứng nó phải làm cho theo chiều làm cho nhiệt độ của hệ tăng lên. Tức là chiều gì đây? Phản ứng xảy ra theo chiều gì? Chiều tỏa hay chiều thu? Chiều tỏa nhiệt đúng không? Chiều tỏa nhiệt. Chiều tỏa nhiệt hay này. Mà theo như đề bài cho ra thì chiều tỏa nhiệt là chiều thuận đúng không? Đó chưa? Chữ hơi xấu quá rồi. Chưa nào? Nắm được chưa? Alo. Rồi bây giờ dùng thêm chất xúc tác V2O5 thì đối với thì ở đây thì rõ ràng yếu tố 3 chọn này, vì hỏi người ta hỏi chiều thuận mà. Nhưng mà rõ ràng dùng thêm chất xúc tác V2O5 thì rõ ràng là nó chất xúc tác không ảnh hưởng đến cái tốc không đồng hình nước cân bằng, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thôi nhé, làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập thôi. Bây giờ tiếp theo là như bài thứ 4, nó là gì? Chất xúc tác nhé, chất xúc tác là không ảnh hưởng đến tốc độ cân bằng nhé, không ảnh hưởng đến gì đấy, xin lỗi, đến cân bằng hóa học nhé, cân bằng hóa học. Rồi bây giờ thứ 5 là ảnh hưởng của nồng độ thì chúng ta học rồi đúng không? Bây giờ giảm nồng độ SO3 xuống. Bây giờ chúng ta giảm cái gì đây? Giảm cái nồng độ SO3 xuống. Thì theo nguyên lý thì cái phản ứng nó phải xảy ra theo chiều gì đây? Phản ứng phải xảy ra theo chiều gì đây? Chiều tạo ra SO3 hay là chiều mất bớt SO3 đi? Bây giờ giảm cái nồng độ SO3 thì làm cho cái nồng độ của SO3 trong cái hệ này nó sẽ giảm xuống đúng không? Thì bây giờ muốn mà cái việc mà giảm này nó ngưng lại đúng không? Nó không xảy ra thì buộc chúng ta phải xảy ra chiều nào? Tạo SO3. Chiều tạo ra SO3 đúng không? Chiều tạo ra gì đây? Chiều tạo ra SO3. Tức là chiều nào? Chiều gì? Chiều nghịch. Chiều mạch à? Chiều mạch mà tạo ra SO3 hả? Chiều thuận chưa? Chưa, như vậy rõ ràng là cái phần 5 này ta được chưa nào? Tiếp tục coi nào, tôi phân tích coi nào. Là 6 coi nào. Là giảm áp suất chung của hệ phản ứng xuống. Thì giảm B thì rõ ràng là phản ứng phải xảy ra theo chiều gì đây? Theo chiều. Cái chiều làm gì đây? Tăng số mol khí hay là giảm số mol khí? Tăng số mol khí. Bây giờ theo nguyên lý á, chuyển dịch cân bằng LCD nói rồi, nghĩa là bây giờ khi mà chúng ta giảm áp suất của hệ xuống thì đó đến là áp suất hệ giảm xuống. Bây giờ muốn mà thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều gì đây? Theo chiều mà làm cho cái gì, cái quá trình theo chiều là chống lại cái việc mà giảm
áp suất. Chị gọi nó rằng nó phải tạo ra gì, phải xảy ra trên chiều mà sinh ra nhiều số mol khí, đúng không? Bởi vì khi mà cái số mol khí nhiều lên thì áp suất của nó phải tăng lên, đúng không nào? Theo chiều làm tăng số mol khí, đúng không? Tức là chiều nào? Chiều nào là tăng mol khí, nhưng mà phương trình đây chiều nào? Chiều cũng hay chiều nghịch. Chiều nghịch. Rồi, chiều nghịch. Được chưa? Như vậy rõ ràng chúng ta đó, như vậy chúng ta đáp án ở đây chúng ta có rồi, đúng không? Đó chính là đáp án gì đây? 23 236, được chưa? Chiều vấn đề chỗ nào? Alo. Được chưa? Đó. Đó, tương tự như vậy chúng ta câu số 3 đó, làm rành hai câu 23 là coi như là chúng ta nắm bài rồi đấy. Mà chưa rành là coi như là chúng ta chưa hiểu bài đó. Được chưa? Rồi bây giờ làm đi nè. Hiểu rồi, bây giờ tự làm câu số 3 đi. Bây giờ câu số 3 chúng ta làm được không?
Rồi xong chưa? Alo. Không còn cái thêm lượng nước nữa chứ. Chúng này đi vậy không? Hả? Ba. Rồi xong chưa? Chờ xong chút. Rồi bây giờ chúng ta bây giờ phản ứng 1 coi nào, căn bệnh 1. Bây giờ khi tăng nhiệt độ. Ở đây ta thấy là thì tăng nhiệt độ thì rõ ràng là có phải xảy ra cái chiều gì đấy, thu nhiệt hay tỏa nhiệt theo cái nguyên lý học rồi. Khi tăng nhiệt độ lên thì cân bằng một nó phải xảy ra, cái cân bằng một và hai thì học rồi đều xảy ra cái chiều thu nhiệt đúng không? Alo. Dạ. Dạ. Thì bây giờ cân bằng thì chỉ nghịch như thế nào, cũng hay nghịch đây. Ngạch ôn lộn thuận cũng là chiều gì thu nhiệt mà. Rồi thì chỗ này là đây là khoảng 2, thì ở đây chiều thu nhiệt là chiều nào, chú ý này, cái nhiệt độ thì vẫn phải xảy ra chiều thu nhiệt, mà theo cái phương trình 2 người ta ghi thế này á, là delta H biến không là chiều thuận nè, là chiều tỏ hay chiều thu, đây chiều thuận là chiều tỏ hay chiều thu. Alo. Khi thế này thì chiều thuận là chiều tỏa nhiệt hay là chiều thu nhiệt? Delta H biến không là tỏa nhiệt này, đúng không? Là thu này. Thế vậy chiều thuận là chiều thu nhưng là chiều tỏ. Khi thế này là chiều thuận tức là chiều tỏ nhiệt, như vậy rõ ràng là bây giờ cân bằng 2 nó chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, như vậy phải là sẽ theo chiều gì đây? Chiều nào? Còn không nắm bài hả?
Không hiểu à? Bây giờ là căn bình 2 chuyển dịch theo chiều thu nhập thì chiều nào chiều thuận hay chiều nghịch? Rồi chiều nghịch. Rồi. Rồi bây giờ thêm một lượng hơi nước. Thêm một lượng hơi nước vào cái phương trình 1 á. Thì ở đây chúng ta có nghĩa là thêm lượng tức là ở đây ta thay đổi cái nồng độ đúng không nào? Thì đó là căn bình nó chuyển dịch theo chiều gì đây? Ví dụ chiều làm tạo ra thêm nước hay là chuyển mất bớt đi. Bây giờ thêm vào thì theo nguyên lý của nhà bác học là Le Chatelier thì căn bình nó phải gì? Chuyển dịch theo chiều làm giảm cái tác động đúng không? Khi thêm vào lượng nước vào thì đó là nồng độ của nước trong hệ nó tăng lên. Đó, nhưng mà căn bình phải chuyển dịch theo chiều. Theo chiều làm giảm bớt cái gì đấy, cái nồng độ nước xuống theo chiều nào? Nào. Lô. Thì cũng là chiều nghịch. Dạ con là chiều nghịch. Chiều nào là cái chiều mà làm giảm cái gì đấy, hơi nước xuống? Chiều thuận hay chiều nghịch? Alo. Dạ. Chiều nào mà làm giảm hơi nước xuống, lượng hơi nước xuống? Chiều thuận hay chiều nghịch? Nghe. Bây giờ carbon cộng với nước tạo ra CO và hydro. Thế bây giờ theo thời gian thì rõ ràng cái chiều nào mà làm giảm cái lượng nước xuống? Rối à, bị rối à. Bây giờ thêm lượng nước hơi nước vào thì nó làm cho cái nồng độ nước trong hệ tăng lên đúng không? Thì theo nguyên lý thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều gì? Theo chiều làm giảm cái lượng hơi nước xuống. Tức là chiều nào làm giảm? Chiều nghịch hay chiều thuận? Chiều thuận. Ở chiều thuận nhớ, bởi vì carbon nó tạo với nước thì đó là cái nồng độ nước nó phải giảm bớt đi để nó tạo ra CO và hydro. Chiều thuận. Được chưa? Tương tự như vậy rõ ràng là căn bình 2 phải là chiều thuận luôn đúng không? Đúng không? Thì chiều thuận là chiều tạo ra CO2 và hydro mất bớt đi cái hàm CO và hydro nó giảm bớt đi. Để chúng ta học rồi. Học bằng tốc độ và ứng rồi đúng không nào? Bây giờ thêm khí hydro vào. Thêm khí hydro vào thì rõ ràng là làm cho cái lượng hydro, cái nồng độ hydro trong hệ tăng lên đúng không? Tăng lên thì phản phải cân bằng và chuyển dịch theo chiều gì? Chiều tạo ra hydro ra chiều mất bớt đi hydro. Hello. Chiều mất bớt hydro. Thế là chiều gì? Chiều thuận. Trời đất ơi, chiều thuận hả? Sao là không không biết này, chiều nào chiều tạo ra hydro? Nhưng con công trình chiều nào chiều tạo ra hydro? Chiều thuận là cái chiều từ trái sang phải á, nhưng tên phương trình là từ trái sang phải là chiều thuận, còn chiều nghịch là chiều gì từ phải sang trái? Chiều nào tạo ra hydro mà chiều nào mất bớt hydro? Hả? Cái chiều nào tạo ra hydro đâu? Chiều thuận tạo ra hydro mà. Sao lại nói chiều thuận? Chiều nghịch mới là chiều là gì? Làm giảm bớt hydro đi chứ. Đúng không? Tương tự như vậy, chỗ đó là chiều nghịch. Có phân biệt ở chỗ này không? Sao giờ hỏi chiều tạo ra hydro mà hỏi là chiều nghịch, nhìn vào phương trình coi. Chiều giảm bớt hydro nhưng mà chiều thuận à. Rồi làm bài nha. Ở đây chiều nghịch là chiều làm giảm bớt cái nồng độ hydro xuống. Được chưa? Vì CO đó nó phản ứng với hydro nó tạo ra gì carbon và nước. Được chưa? Hiểu không? Rồi, bây giờ tiếp tục là tăng áp suất chung của hệ lên. Tăng áp suất chung của hệ lên thì sao? Để nó không có ảnh hưởng đến cân bằng. Bây giờ ở phản ứng 1 coi, ở phản ứng 1 có ảnh hưởng không? Có hay không? Nghe. Dạ không.
rồi không? Ở đây chú nói rồi mà nhắc lại rồi, là tổng số môn khí trước phản ứng và tổng số môn khí sau phản ứng phải khác nhau. Bây giờ tính tổng là coi trước phản ứng thì tổng số môn khí là bao nhiêu? Là mấy môn? Một môn. Một môn. CO là mấy môn? Một. Mấy môn? Hai chứ? Hai là một. Hai chứ? Đúng không? Cái thằng carbon này đâu có tính vào đâu. Carbon là chất rắn, mà chất rắn nó không có làm cho áp suất của hệ nó không có thay đổi đáng kể. Đúng không? Chúng ta học rồi. Được chưa? Alo. Nắm được chưa? Cho nên ở đây là cái, cho nên việc này là tăng áp suất nó có ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Đúng không? Bây giờ khi tăng áp suất của hệ thì rõ ràng là làm cho áp suất của hệ tăng lên. Như vậy cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều gì? Làm giảm số môn khí xuống. Thì chiều nào là chiều làm giảm số môn khí? Nhìn vào phương trình ở phản ứng 1 á. Chiều nào? Chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều nghịch. Chiều nghịch. Đúng rồi. Từ 2 môn mà tạo ra 1 môn là phải giảm chứ nữa. Cái nào? Rồi tiếp tục đây nè, câu số cân bằng 2 coi nào. Cân bằng 2 coi có chuyển dịch hay không. Alo. Dạ. Cân bằng 2 như thế nào? Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng 2 như thế nào đây? Chuyển dịch theo chiều nào? Alo. Nó không ảnh hưởng đến nó không chuyển dịch bởi vì tổng số môn khí là nó như nhau, giờ không chuyển dịch nha. Bây giờ nào tiếp tục, bây giờ dùng chất phúc tác thì chất phúc tác nó không ảnh hưởng đến hệ cân bằng đúng không, cho nên là không có chuyển dịch, được chưa? Cân bằng hay nói khác là gì, cân bằng đó. Được chưa? Đó đó là cái nội dung của bài tập củng cố hôm nay. Giờ như vậy là cái phần mà cân bằng hóa học chúng ta đã ổn chưa? Alo. Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nha. Chị nào? Được chưa? Chị chưa nghe? Alo. Dạ, cái ảnh hưởng của nồng độ không chưa hay lắm. Còn hai cái kia được không? Ảnh hưởng của nồng độ dễ hiểu thôi, bây giờ tăng cái nồng độ chắc này lên thì phản ứng nó phải xảy ra chiều là gì, chiều là mất bớt đi đúng không? Bây giờ nếu như mà còn giảm nồng độ của chất này xuống đúng không, thì cân bằng nó phải chuyển dịch, phải xảy ra chiều tạo ra cái gì đây, tạo ra cái chất đó để làm tăng cái nồng độ chất đó lên, cái gì đâu. Nhưng mà ví dụ giống như bây giờ phản ứng hai, bây giờ chất phản ứng hai nha, bây giờ còn tăng cái nồng độ CO lên thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều nào? Cái chiều nào, chiều nghịch, chiều thuận hay chiều nghịch? Hello. Chiều thuận. Thì con phải hiểu là chiều nào mà làm giảm chất nào, chiều nào là tăng nồng độ chất nào thì con phải hiểu. Nhưng vào đây thì chúng ta biết rằng các chất phản ứng theo thời gian phải giảm nồng độ xuống đúng không, và sản phẩm phải tăng nồng độ lên. Do như chiều thuận này thì hai chất tham gia CO và hydro đây và nước đây phải theo thời gian phải giảm xuống đúng không? Còn cái nồng độ CO2 và nước và hydro theo thời gian phải tăng lên. Đó, bây giờ nếu như con tăng cái nồng độ CO xuống thì rõ ràng là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều là gì? Chiều là giảm bớt cái CO xuống, thì cái chiều thuận là chiều gì? Chiều làm giảm cái nồng độ CO xuống theo thời gian nó giảm xuống đúng không? Vậy nhân dung chưa? Còn tương tự nếu như bây giờ con tăng cái nồng độ của CO2 lên thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều nào? Con tăng cái nồng độ CO2 lên thì cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều là gì? Chiều làm giảm bớt cái hàm lượng CO2 xuống, đúng không? Đúng không? Alo. Dạ. Thì phải chiều nào? Chiều nào làm giảm bớt cái hàm lượng CO2? Chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều nghịch. Đơn giản không? Có gì đâu mà khó hiểu cũng như nè. Được chưa? Dạ. Rõ không? Alo. Dạ. Rõ chưa? Dạ. Được chưa? Chắc chưa, hỏi chắc chưa, bây giờ im hả, chuẩn qua doi hả? Alo. Dạ. Được chưa? Dạ được. Rồi. Rồi được, chúng ta nghỉ nha, được chưa nè. Dạ.